nữ hoàng Anh quốc đi thăm nước Pháp bằng xe lửa, tên từ London. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hôm nay đã khánh thành một tấm bảng đánh dấu kỷ niệm 20 năm hoàn tất đường hầm Eurotunnel chạy dưới eo biển Anh quốc, nối liền Anh quốc và Pháp. Nữ hoàng Elizabeth đã cùng với Tổng thống Pháp ông François Mitterrand chính thức khai trương đường hầm này vào năm 1994. Xe lửa cao tốc Eurostar chạy xuyên qua đường hầm này, nối liền Paris, Bruxelles và London. Sau khi khánh thành tấm bảng kỷ niệm, nữ hoàng Elizabeth đã lên xe lửa để đi sang Pháp. Nữ hoàng Anh quốc sẽ tham dự lễ tưởng niệm ở Normandy để đánh dấu kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ D-Day đã thay đổi tiến trình của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Khoảng 18 nhà lãnh đạo quốc gia sẽ tham dự buổi lễ vào ngày mai cùng với 3.000 cựu chiến binh. Trước buổi lễ D-Day, nữ hoàng sẽ được chào đón bởi Tổng thống Pháp ông François Hollande tại Khải Hoàng Môn trước khi có một cuộc họp chính thức tại Cung điện Élysée ở Paris.